Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn một bộ mì con các bạn. Mẹ xin, vẫn được xin các bạn. Được xin này cực kỳ đẹp luôn các bạn. Chừng móng đồ hoàn thiện nè. Sái tích đồ nghiêm chỉnh các bạn. Xương chả bá luôn. Đó, chân móng sò hoàn thiện hết. Gu bậc nha các bạn, gu bậc nha. Và mẹ vẫn được xin là thứ nhì. Mẹ vẫn được xin là thứ nhì. Hai mẹ con sái tích đều nghiêm chỉnh hết. Đó, được xin là bậc gu nè, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, bò đỏ ao các bạn. Đó, mẹ nè. Mẹ gác nọc xin được gần 2 tháng các bạn. Mẹ gác nọc xin được gần 2 tháng. Gác nọc xin là lứa 3, còn vẫn được xin là lứa nhì. Mẹ cực kỳ to con nha các bạn. Đó. Mẹ bốn vú đồ đều hết các bạn. Được xin nè, đỏ ao à. Mẹ to con dữ lắm. Chân móng đi hoàn thiện hết. Mẹ gác nọc xin được gần 2 tháng các bạn. Đó, vẫn được xin là lứa nhì. Mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, bà mẹ anh to con đòn dài, mẹ đúng chiền luôn các bạn. Đúng chiền luôn, bốn vú nè, đều nè các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Đó, chân móng sò nè. Đó, chân móng sò, chút mình sẽ đo cận cảnh hai mẹ con này cho anh em thấy. Bà mẹ này cực kỳ to con các bạn, tàn lớn nha. Hơi hiếu nuôi chút nhưng tàn lớn nha các bạn. Bò hả đồng mà, ăn uống đồ rất giỏi các bạn. Mẹ đúng chiền, yếm dày, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy chiều cao nó bao nhiêu nha. Đó, mẹ gắt học sinh được gần 2 tháng. Đây, bò mẹ này cao 1m, 1m33 bò các bạn. 1m33 bò nè, đó. Đít nè. Đít cao 1m4. Mẹ cao 1m33 bò. Đít nè. Đít cao 1m4. Sái tích đồ bà mẹ nghiêm chỉnh hết các bạn. Bà mẹ con này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn. 32 triệu mẹ rúng chiền bốn vú đều nè. Đó, rúng chiền bốn vú đều nè. Yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Đây bốn vú nè các bạn thấy không. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Mẹ cao 1m33 bò. Đít cao 1m4. Mẹ vẫn được xin là lứa nhì. Mẹ gác nọc xin được gần 2 tháng. Giá 32 triệu các bạn. Giá 32 triệu. Đây được xin cao 1m05. Được xin cao 1m05 nha các bạn. Đây, được xin cao 1m05 nè. U nút mặt gu, chân móng hoàn thiện, cao 1m05 bò. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, hai mẹ con này sái tích đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, con được xin này mẫu cực kỳ đẹp nha các bạn. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. À, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Bà mẹ này chân móng đồ hoàn thiện nè, vẫn được xin nè. Mẹ này thì bao lò nha, anh em cứ yên tâm nha. Bà mẹ thì bao lò, anh em cứ yên tâm nha. Rúng chiền, yếm dày, đòn dài, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Gác nọc xin được gần 2 tháng, gác nọc xin là lứa 3, vẫn được xin là lứa nhì. Gác nọc xin là lứa 3, vẫn được xin là lứa nhì. Mẹ cao 1m33 bò. Đích thì cao 1m4. Giá 32 triệu. Còn được xin thì cao 1m05 bò. Giá 32 triệu bộ mẹ con này các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó. Được xin uống nút được các bạn không? Sái tích mặt gu nè. Chân móng đồ hoàn thiện hết. Xương cối kịch cộm. Giá 32 triệu bộ mẹ con này các bạn, 32 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn và xin được báo giá lại bộ mẹ con được xin chủ báo giá là 32 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.